Kết phiên ngày 15 tháng 1, thanh khoản 12.657 tỷ, giảm 0,58 điểm số năm 1.154 điểm. Mặc dù chỉ số giảm không đáng kể nhưng mà rất là nhiều cổ phiếu giảm mạnh cho phiên ngày hôm nay. Đúng không? Có đến 311 mã giảm điểm, 5 mã đóng cửa về giá sàn. Đặc biệt những cái cổ phiếu tiềm năng giữ nhịp cùng dòng banh lại không tăng đúng như kỳ vọng. Ví dụ như nhiều cổ phiếu dòng chứng khoán đã có biểu hiện phân ký âm hay là gãy đúng không? hay là những cái cổ phiếu dòng thép cũng không tăng đúng như kỳ vọng. Sáng nay thì tăng rất tốt, đúng không? Sáng nay tăng rất tốt. Tất nhiên không thể quá kỳ vọng vào một cái mức thanh khoản lớn sau một cái phiên hôm thứ sáu vừa rồi. nhưng là biến động rất là mạnh mọi người ạ. phiên thứ sáu biến động rất là mạnh thanh khoản lớn. Thì thường nhà đầu tư phải xem là hàng về ngày mai, đúng Ngày mai xem là hàng về sẽ như thế nào, đúng không? Để để xem là diễn biến. Uh, vì anh có tích cực hay không thì người ta mới tiếp tục người ta giải ngân hay là mua gia tăng hay là quyết định bán chẳng hạn đấy đúng không đấy thì, thì người ta phải đợi phiên ngày mai hàng ngày mai xem hàng về của phiên biến động mạnh như vậy thì về có tốt hay không vì anh thì vẫn đang giai đoạn tích lũy nhưng mà rất là nhiều cổ phiếu có biểu hiện tiêu cực đúng không? ví dụ như dòng chứng khoán Bollinger bo trên đỉnh mà lại gãy như vậy thì rất là rủi ro nhá nếu mà lên test một vài nhịp không được là gãy thậm chí là úp luôn rất là nguy hiểm nên cái dòng này tôi dự kiến là sẽ thay dòng banh tăng nhưng mà cuối cùng là là gãy. Gãy thì như vậy là là tất nhiên các bạn phải quản trị rủi ro rồi cái form kiểu Bollinger bo trên đỉnh này ghê lắm mọi người. Form này thì các bạn ít nhất các bạn phải hạ bớt 50% nếu có những nhịp hồi kỹ thuật trong phiên, đúng không? Trừ khi ngày mai nó có một phiên phủ định của phiên giảm ngày hôm nay thì thì sẽ rất là ok nhá, Thế sẽ tạo form gọi gãy này rũ đánh lên. Nhưng mà mọi mọi người phải cẩn cẩn trọng nhé. đối với dòng chứng khoán là rất hết sức cẩn trọng bởi form Bollinger bo trên đỉnh mà. Nghĩa là cái form Bollinger bo nó không phải ở vùng tích lũy, vùng đáy mà lại bo ở cái vùng mà gặp vùng kháng cự mạnh. Và tôi có chia sẻ mọi người định giá của cụ dòng chứng khoán nó hơi cao. Cho nên cái dòng này là rất quát nó phải diễn biến tích cực và đẹp thì thì mới ổn chứ còn theo kiểu form Bollinger bo trên đỉnh mà gãy là các bạn phải hết sức lưu ý nhá. Đối với thị trường thế giới là thị trường thế giới thì giảm không quá đáng kể thậm chí thị trường châu Á còn tăng Nghĩa sang hai tăng 0,15 Nikkei tiếp tục tăng 0,98 thì cây nhịp này tăng rất là tốt, sang Seng tăng 0,04%, Kospi tăng 0,04%, thị trường châu Âu giảm không 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 quá đáng kể, thị trường Mỹ cũng vậy. À, khối ngoại, đúng không? khối ngoại cả phiên bán dòng liên, liên tiếp, Đấy, nhưng mà kết phiên thì lại quay trở lại mua dòng hơn 54 tỷ, Đấy, rất là hay. Đấy, có những lúc thời điểm người ta bán dòng cũng tương đối, kết phiên người ta quay quay dòng mua trở lại 54 tỷ. tự doanh, tự doanh thì quay trở lại mua dòng hơn 203 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Đấy, thì có điều tích cực của khối ngoại và tự doanh. Về mặt VNX mọi người nhé, về mặt VNX thì bắt buộc thôi, bắt buộc ngày mai phải tăng không thì lại sẽ phải về, về test lại vùng 1130, thậm chí còn thậm chí còn test sâu hơn. Đấy, với cái form mà của dòng chứng khoán như này mà nó gãy thì cái vấn đề mà test sâu hơn là chuyện rất bình thường bởi dòng banh thì nó tăng quá, quá gọi là quá mua rồi nó quá mua nó điều chỉnh mà dòng banh điều chỉnh đấy, chứng khoán cũng điều chỉnh thép cũng cắm mỏ nữa thì cái vấn đề 1130 trước chắc đã là về vùng hỗ trợ đúng không? Mà tiềm năng nhất là sẽ về test lại vùng 1130. Nhưng mà tôi theo quan điểm cá nhân tôi nếu mà muốn giữ VNX tốt thì bây giờ phải giữ được vùng tích lũy thì thôi. Các bạn nhìn chat giờ thì vẫn đang tích lũy rất là chặt mọi người nhé Tích lũy rất là chặt tất nhiên là uh, tích lũy dưới 20 thì tất nhiên là không được tích cực cho lắm. Nhưng mà ngày mai nó có một phiên chỉ cần sáng tăng tầm 5 6 điểm là là cái câu chuyện nó lại khác ngay mọi người nhé Câu chuyện nó lại khác ngay ngày mai. Nếu ngày mai tăng 5 6 điểm câu chuyện lại khác như là đang ở xu hướng vẫn là giữ được cái biên tích lũy như này. Rồi, ngày mai tăng 5 6 điểm thì lại câu chuyện lại khác có khi cuối tuần lại tăng mạnh cơ, Đúng không? về mặt chất tuần, đó, về mặt chất tuần. À, về mặt chất tuần thì vẫn đang đánh trên mấy mươi đó, vẫn đang hôm nay đánh trên máy thì có thể là tuần này thì cũng có rất có thể có thể test lại mấy mươi xong lòng ngoằng lòng ngoằng mới đánh đi lên được. Đấy, vẫn. Nhưng mà tôi rất là kỳ vọng vào một nhịp tăng sốc trước Tết đó, một nhịp tăng tăng sốc trước Tết bởi vì tích lũy rất là đẹp như này mà lại bây giờ lại gãy chẳng hạn, nó gãy. Thì viên cũng đang tích lũy này nếu mà gãy về 1130 thì nó lại phải đánh lại, nó phải uh, tét test lòng hoàng lòng hoàng lòng hoàng chán đó. Bây giờ nếu mà về 1130 thì thị trường rất là khó đánh và nhiều cổ phiếu nó sẽ gãy đó. nhiều cổ phiếu sẽ gãy và phải đánh lại rất là lâu. Đấy, đi vào phân tích những cổ phiếu mà mọi người quan tâm nhá đấy thì, thì như ví, ví, dụ như kiểu dòng chứng khoán chẳng hạn dòng thép dòng dòng bất động sản đấy là đang diễn biến, biến khá là tiêu cực đối với những gì chỉ số thế giới ví dụ DI này thì nó đang tích lũy này có thể hoàn toàn có thể một nhịp bứt lên hay Dow Jones này tích mãi không lên được Dow Jones đang đánh khá là giống VN đang tích mãi không lên được thì sợ là một sẽ có một pha gãy đó sợ một pha gãy người form này thì nếu mà tôi là tạo lập tôi sẽ có một cái nhịp kéo sốc lên Thế tôi sẽ có một nhịp kéo sốc lên để để, để để cho cái đội mà bán khống với cả uh, sọt các từ đã chết hết xong bắt đầu tôi mới um, điều chỉnh cơ Đấy, ví dụ như kiểu những rất là nhiều lần trước cũng để như vậy đang tích lũy xong rồi rõ đây ví dụ như điều này Đấy, đang lo dò lò dò mô hình hai đỉnh các ông tưởng phân phối một phát kéo mạnh đi hoặc là nhịp này thùng cả mấy mười này đúng không Thủng cả máy mười về ông rượu kéo phát lên nữa cho giết rõ một nhịp nữa tạo mô hình hai đỉnh cần thậm chí còn vượt nhá cái, đỉnh này thậm chí còn vượt qua đỉnh này đấy, thì nó mới giết xong rồi nó mới úp được đấy, chứ còn bây giờ mà úp thì lại dễ đoán quá bởi vì là các bạn nhìn này không các bạn nhìn này, bắt đầu đó, các MACD các thứ của nó Dow Jones cũng xấu form form thì form bộ, Bollinger bo trên đỉnh này thì, thì, thì liệu nhà đầu tư có dám dám dám, dám nghĩ về một kịch bản tích cực không Đúng không tăng từ bên dưới lên bên trên như thế này rồi mà tích lũy kiểu như thế này thì ai dám nghĩ là Dow Jones sẽ có một nhịp tăng tiếp theo À, thì đa số nó sẽ nghĩ là sẽ Dow Jones sẽ điều chỉnh bởi vì form này tăng từ bên dưới đến bên trên như này thì uh, tỷ lệ điều chỉnh sẽ cao hơn là 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 tăng sốc đúng không? Thì, thì, thì ai cũng nghĩ như thế có khi là đánh một nhịp mạnh lên xong bọn nó mới giết cơ. Tất nhiên để cái form này thì tất nhiên là các bạn uh, nếu mà gặp phải thị trường mình như này thì tôi sẽ hạ bớt 50% tài khoản ngay bởi vì tăng từ bên dưới đến bên trên này thì cũng chả kỳ vọng quá một nhịp tăng nước rút đâu gọi mình theo quán tính cổ đội lái họ người ta sẽ có thể là người ta kéo một nhịp nước rút để để đến những nhà đầu tư bán không cũng như là sọt phái sinh chẳng hạn đấy kiểu như vậy nhá hay là bitcoin chẳng hạn bitcoin nhịp này gặp khá nhiều kiểu kiểu mà <laughs> bởi vì bên bên tiền số đó hay đánh phái sinh khiếp hơn đây các bạn nhìn này đang tích lũy đúng không các bạn nhìn đang tích lũy bây giờ nó có thể là chạy gần gần như gọi là gầy chạy trước so với Dow Jones tích lũy rất chặt này mọi người từ bên dưới nhá tăng từ bên trên đấy vòng Bollinger bo trên đỉnh Đấy, tích lũy rất chặt đúng không? Có những phiên cảm tưởng gãy luôn này, đây có những phiên cảm tưởng gãy luôn này. Đây phiên ngày mùng mùng 3 tháng 1 này, đúng không? Đấy, cảm tưởng gãy luôn. Đấy thùng cả 10 này, thùng cả nền này. Đúng không? Thùng cả lên tích lũy này. Đấy, cuối cùng kéo lên này. Đúng không? Nó kéo lên. Nó ra vừa thùng nhá mọi người nhé nó ra thủ ra vừa thùng. Thậm chí là chui ra khỏi Bollinger luôn, đúng không? Chui qua khỏi giải Bollinger luôn và rơi xuống cái mốc tận 40. Đấy thì đang tích lũy ở trên cái vùng 41 42 các cái thùng hết, đúng không? Thùng hết các bạn lưu ý là thủng hết nhé sau đó kéo lên này. đấy kéo lên đấy bắt đầu nó mới giết giết những cái đội bán khống những cái như là đội sọt các thứ đấy thì bắt đầu nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn suy yếu đấy nhịp này là khả năng là suy yếu hẳn này vì <laughs> vậy thì nghĩ là tỷ lệ cao là suy yếu hẳn chứ không phải nhịp kéo như này nữa thì Dow Jones thì tôi nghĩ là cũng 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 chưa có một cái nhịp mà 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 giết cái đội bán khống đấy chưa có một nhịp mà giết đội bán khống cho nên là tôi rất là nghĩ là Dow Jones sao có một nhịp như vậy thì VNX cũng sẽ tích cực hơn đúng không? Ngày mai VNX phải trả điểm mọi người nhé Đi sau vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhớ like nhé Like cho vui VNX ngày mai phải trả điểm mọi người ạ Phải trả điểm Chứ còn với kiểu phong tích lũy như này thì rất là nguy hiểm Không trả điểm uh, uh, Ít nhất phải tăng tầm trên 5 điểm trong ngày mai thì, thì, Câu chuyện nó mới khác được và bứt được cái vùng tích lũy này Không trên 5 điểm ngày mai thì khả năng là Rất là dễ có những nhịp màu giảm mạnh đấy mọi người nhận, giảm mạnh tất nhiên giảm 40 50 điểm thì tôi nghĩ không có đâu tôi, tôi nghĩ giảm tầm 15 20 điểm đấy, và nhưng mà sẽ có một vài mã có thể là cắm mỏ giảm sàn đặc biệt là dòng chứng khoán ấy, dòng chứng khoán nhá phân tích dòng chứng khoán luôn kỳ vọng giữ nhịp cùng dòng banh nhưng mà cuối cùng lại gãy đấy đang tích lũy rất đẹp form rất là đẹp thì cuối cùng lại gãy thời gian sáng là cũng tăng tốt đúng không? sáng rất là nhiều cổ phiếu tăng tốt mọi người nhá kể cả dòng xây dựng rất là nhiều cổ phiếu tăng tốt ví dụ CE hay là VCG chẳng hạn hay hôm nay HBC đấy rất là nhiều cổ phiếu dòng xây dựng các thứ là tăng tốt và tôi, tôi tôi nghĩ là thậm chí là có một phiên đảo chiều tăng mạnh mẽ trong phiên ngày hôm nay cơ có những lúc thời điểm sáng tăng đến 8 điểm đúng không rất là đẹp anh nick tích lũy vào ngày hôm sáng thứ hai lỗ là chuyện rất là hợp lý và những cái tin đồn các thứ thất thiệt là nó có như là bị xóa rồi đúng không đấy người cứ nghĩ là cụ lộ cụ tổng thế lọ thì kia xong rồi cuối cuối cùng đấy nó các bạn cứ tin đồn rồi có ngày công an người ta bắt thì, thì khổ cứ tin đồn vỡ tin đồn vẩn bao giờ báo chính thống ra tin thì các bạn nên tin có đâu là đừng có nghe tin đồn rồi tránh rồi mất ăn à tết nhá đấy. làm đầu tư hay là làm gì thì làm anh chết tại miệng nó khổ lắm đấy tất nhiên nhá vấn đề đầu tư mình có thể là mình sẽ về bờ hoặc mình thua lỗ mình có thể về bờ trừ khi các bạn sử dụng margin mới nguy hiểm còn nếu mà các bạn đầu tư những cái cổ phiếu mà cơ bản thì sớm muộn gì các bạn về bờ đúng không? sớm muộn gì các bạn về bờ những cái cổ phiếu như ssi hay là những cổ phiếu banh chẳng hạn đầu tư dài hạn này kiểu gì các bạn về bờ và năm nay sau có sóng lớn mà lỗ cũng chỉ là ngắn hạn đấy kiểu như vậy thì, thì đôi, sớm muộn các bạn cũng về bờ nhưng mà nếu mà các bạn dính dáng đến những vấn đề pháp luật chẳng hạn thì, thì thôi là là vẫn ăn tết thì khổ nhá lưu ý cái vấn đề như vậy đầu tư chứng khoán thì nó nó thật ra giai đoạn này thật sự là khó, rất là khó kiếm và nó lái tạo lập một đánh cũng khủng khét đánh thật sự là khó kiếm luôn này đoạn này nhìn chỉ số thì rất là ok nhưng mà trong cổ phiếu thì lại nhiều cổ phiếu không được đánh đúng kỳ vọng và cũng như kiểu form nó không được như mọi khi đúng không? Đây, ví dụ nhá, SSI đang đánh rất là đẹp, đúng Bứt nền tích lũy này, đúng không? Bứt nền tích lũy, về test coi như mười hai mươi các thứ về test vùng hỗ trợ thật ra hôm nay phiên này cũng gọi là về một nhịp test vùng hỗ trợ nhưng mà ngày mai phải bật lên luôn đúng test thì lay thôi chứ lại test để thủng cả vùng hỗ trợ đấy thì thì chết đấy. nhìn, nhìn, chat giờ nó hơi khiếp đấy, chat giờ nó hơi nhìn nó phan form này nhìn hơi khiếp đấy mọi người nhá chat giờ này ngày mai mà không trả lại điểm luôn phải trả thừa điểm luôn ví dụ ssi trả ngày mai phải trả về tăng ba phần trăm thì mới ổn còn đâu mà trả lom do một hai phần trăm thì vẫn là yếu và thậm chí là sẽ dần dần lò dò lò dò lại chuyển sang trạng thái suy yếu và hoàn toàn có thể UO nhìn SSI đã ghê như này rồi còn rất là nhiều cổ phiếu dòng chứng khoán còn khiếp hơn ví dụ SSS chẳng hạn này Bollinger Bo trên đỉnh đấy thì Bollinger Bo là phải vùng tích lũy mọi người nhớ lưu ý là phải vùng tích lũy và định giá thấp thì có chia sẻ mọi người rất là nhiều video rồi thì dòng chứng khoán nó định giá hơi cao và không phải là form tích lũy ở vùng đáy đấy này Bollinger là gọi là form tích lũy trên đỉnh này rất là ghê Đấy, form bò Bollinger bò, 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 bò kiểu này thì hoàn toàn có thể là phân phối dài ấy. mọi người đã chia sẻ mọi người phân phối dài ấy. còn dài nghĩa là người ta không phân phối được luôn mà người ta là phải phân phối phải nhiều phiên Đấy, người ta phân phối thì mình đang bị úp Đấy, nên trong quá trình tạo đỉnh mà phân phối được nhanh thì người ta sẽ úp luôn nhưng mà quá nhiều nhà đầu tư chốt lời và người ta không muốn quay trở lại nữa và định giá nó không còn rẻ nữa thì thành ra người ta sẽ phải phân phối dài để cho dần dần có những nhà đầu tư đu bám đu bám dần thì bắt đầu người ta mới u bô. thì cái form này thì cũng tôi có chia sẻ mọi người thì kỳ vọng thì kỳ vọng dòng chứng khoán sẽ là dòng dẫn cùng dòng banh nhưng mà phải hết sức lưu ý form bollinger bo trên đỉnh và nó chuyển sang trạng thái suy yếu nhưng là bollinger bo thì có hai trường, trường 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 hợp đó là một là tăng rất là mạnh hai là giảm rất mạnh à tôi thì rất cũng có khá là nhiều trường hợp là khi Bollinger bo ở vùng đáy nhưng mà vẫn giảm tiếp nhé mọi người nhá. nhiều trường hợp như FIR chẳng hạn sẽ là một cái ví dụ đây, đây. Bollinger bo nhưng mà là ở vùng đáy đấy bo, bo, vùng đáy nhưng mà các bạn nhìn thấy form với MACD các thứ vi phạm khá nhiều thì nó mới gãy kiểu như này còn form Bollinger bo mà nó kiểu thụ xu hướng mà đánh trên máy 10 và dòng tiền xu hướng nó mua vào nhiều hơn thì nó xu hướng sẽ đánh lên còn đây Bollinger bo vùng đáy nhưng mà lại có xu hướng nó cứ bo và đánh dưới máy mươi và không có dòng tiền vào thì nó có xu hướng bị gãy đấy đây là một trường hợp mà full bollinger bo vùng đáy nhưng vẫn gãy nhá bo bo trên đỉnh gãy là chuyện bình thường mọi người bo 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 trên đỉnh gãy là chuyện rất là bình thường và 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 nhiều cho nên là lưu ý cái vấn đề khi mà bollinger bo thì thường là một sẽ có một cái một trong hai xu hướng một là tăng rất mạnh hai là giảm rất mạnh thì rất là nhìn cái form của SHS này thật sự là rất là sợ nó form rất là ghê bollinger bo trên đỉnh định giá đã còn cao nữa ừ. mặc dù các bạn nhìn vô thì các bạn không thể nói là gọi là phân phối nhưng mà đây tôi có chia sẻ mọi người có thể là phân phối dài trong nó u. xét về mặt kỹ thuật thì vi phạm khá nhiều mọi người nhé kỹ thuật vi phạm khá nhiều thứ nhất là phong bonizer bo trên đỉnh thứ hai là gãy máy 10 thứ ba chat giờ thì cũng đang, đang đang đang, đang phần kỳ các thứ hết rồi để chắc ngày cũng có biểu hiện phân kỳ cho nên là nếu mà muốn đảo chiều nhé đảo chiều thì phải phủ định ngày mai phải một cái một phiên phủ định tất cả dòng chứng khoán phải có một phiên phủ định của phiên ngày hôm nay thì mới gọi là ổn được chứ còn hôm nay thì thật ra thì vẫn là gọi test 50 nhưng mà phí với cái form kiểu như này ai mà đánh theo phân tích kỹ thuật là người ta sẽ bán hết đấy mọi người ít nhất phải hạ bớt tỉ trọng mọi người nhé với form kiểu này ít nhất phải hạ bớt tỉ trọng nếu ngày mai không trả điểm là phải hạ bớt tỉ trọng ngay chứ còn form này mà không hạ bớt tỉ trọng rồi lại ăn đậm rồi nó lại giảm sâu để chết bộ Form Bollinger bên đỉnh này ví dụ như kiểu Idezi mọi người nhìn ví dụ thôi mà. để mọi người hiểu Form Bollinger trên đỉnh mà nó một khi gãy test vài nhịp không lên được tầm cắm mỏ ngay rất là ghê mà khi mà sàn thì đồng loạt sàn hết đấy, mọi người sàn là sàn hết đấy. MBS bứt lên này, hôm nay lại chả hôm nay lại lại chuyển sang trạng thái suy yếu luôn bứt lên như này thì hôm nay đáng lẽ phải tăng luôn. Sáng thì cũng đang tăng rất đúng dự kiến ấy. Sáng nói chung là ngày phiên sáng ngày hôm nay thì đang rất là đúng dự kiến mà như hôm 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 qua phân tích với mọi người trên trên YouTube là đúng rất là đúng dự kiến luôn. Kể cả dòng thép này, chứng khoán này, đầu tư, hay là những cái cổ phiếu đầu tư công hay là bất động sản như DG chẳng hạn đấy. Những cái cổ phiếu đang khỏe và đẹp nhất thì nó sáng ngày hôm nay đều tăng tốt đúng không? Sáng hôm nay đều tăng tốt. Đấy CE chẳng hạn đấy thậm chí là hút cũng tăng tốt cho cuối phiên bị đạp hết một lượt đấy, quay trở lại điều chỉnh nhưng mà kỳ lạ thay thì đấy, khối ngoại tự doanh lại quay trở lại mua dòng mạnh đấy, khối ngoại à, tự doanh mua dòng hơn hơn 200 tỷ đấy. À, khối ngoại thì đang từ bán dòng chuyển ra chuyển sang mua dòng đấy. đấy. có thể là người ta thấy có thể là bây giờ nhà đầu tư đầu tư theo phân tích kỹ thuật nhiều quá biết đâu lái chuẩn bị chuyển sang cách đánh mới cứ giả vừa gãy rồi lại kéo lên về mặt vn thì chả vi phạm gì đúng không vn index thì chả vi phạm gì đang tích lũy như này trên 70, vẫn nhìn form thì vẫn đang xu hướng uptrend chứ không có biểu hiện gì là quá tiêu cực cả <laughs> nhưng mà uh, đi sâu vào từng cổ phiếu thì lại nhiều cổ phiếu lại diễn biến là tiêu cực <laughs> nhá các bạn lưu ý cái vấn đề như vậy chứng khoán nào đang từ khỏe thành yếu tích biên nó phải tích biên trên nó tích, vượt vượt qua vùng kháng cự để tích tích trên tích biên trên Ví MBS hôm nay phải ông ấy tăng cơ Để ông mà giữ form Bollinger Nhìn chứng khoán này nhìn nó rất là ghê nhá Các bạn phải lưu ý Nếu mà một hai phiên tới mà không lấy được lại Đặc biệt là phiên ngày mai mà Chứng khoán mà không lấy lại được cái phiên giảm ngày hôm nay thì Các bạn cứ lên hạ bớt 50% Ít nhất phải hạ bớt 50% Không thì bạn nào mà chắc hơn cứ bán hết không tránh trường hợp mà form Bollinger bò bon này mà nó rơi trong một phát thì nó cứ sàn đấy mọi người không phải thậm chí là không phải chỉ một phiên nữa. rất là đặc biệt là những cái cổ phiếu ES này các bạn nhìn giờ bò các vấn đề về chỉ báo phân tích kỹ thuật là vi phạm rất là nhiều rồi đấy không không ít đâu với x nó cùng một dòng nó form tương đối giống nhau thành ra bây giờ nó vi phạm tương đối nhiều tăng thì tăng đều mà giảm thì cũng đặc biệt là mấy cái ông như kiểu B, BSI hay VX thì đúng là form Bollinger bo trên đỉnh luôn nghĩa là tăng từ từ vùng 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 đáy năm ngoái đến bây giờ nghĩa là tăng nó nhân mấy lần rồi 3-4 lần rồi lại còn mới tẹn test về đúng ở vùng đỉnh lịch sử đấy vùng đỉnh lịch sử nghĩa là form ball như này nó như kiểu khi viên nick mà lên lại vùng 1200 từ, từ 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 đáy ấy, đó, đúng không? từ 600 700 lên lại vùng 1200 đấy vùng đỉnh lịch sử thì bắt đầu lại giảm như năm 2020 2021 đấy giảm một nhịp rất là mạnh xong bắt đầu là nó mới tích lũy lại rồi mới đánh lên một nhịp mới Đây, form bollinger bò nhận đỉnh nó hết sức lưu ý một hai phiên tới em không không lấy lại được là các bạn cần phải cân nhắc hạ bớt không đợi cho nó lấy lại xu hướng rồi vào cũng được chứ cái form kiểu này thì hết sức lưu ý là là phải phải cẩn trọng quản trị rủi ro đây là chia sẻ theo cân cảm nhân của tôi nhé. Còn bạn nào mà thấy quan điểm khác thì các bạn cứ, cứ. cứ cứ, cứ, tiếp tục đầu tư gây làm giữ hoặc là tùy mỗi người một quan điểm thôi nhá tôi chỉ chia sẻ với mọi người theo quan điểm cá nhân cũng như theo phân tích kỹ thuật ờ, thôi chứ không có gì đâu không có chim lợn chim nước gì nhóm thì thật ra tôi cũng bảo mọi người chú ý dòng dòng chứng khoán thì chưa có khuyến định chính mọi người mua mã nào cả <laughs> hôm nay tôi phải để cho nó đạt cơ nhưng sáng nay mở gáp hơi ghê không thành dạng không khuyến nghị mọi người mã nào cả Đấy, trong ngày hôm nay hôm nay tôi lấy mà đúng dự kiến nhé đúng dự kiến ngày 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 mai tôi mới khuyến nghị mọi người mua đúng dự kiến ngày mai thì ví dụ hôm nay cho là vì anh tăng tầm 5 điểm đi thép với cả chứng nó xanh hẳn đi đấy, thì ngày mai tôi sẽ khuyến nghị mọi người mua trong phiên ngày mai nhưng mà đấy thì nó không tăng được đúng như dự kiến nó tăng không không tăng được đúng dự kiến ví dụ như hôm qua tôi chia sẻ mọi người ví dụ nam kim chẳng hạn là ví dụ form như này thì nó ít nhất là phải lên test lại cái vùng 20 mươi thì nó đỗ quanh quanh vùng đó xong rồi ngày mai bứt lên thì ngày mai mình mua sẽ ok hơn bây giờ lại đánh theo kiểu như này nó đánh dưới 20, dưới M20. tích lũy dưới 20 thì hoàn toàn nó xảy ra yếu tố gãy nhưng mà vẫn là kỳ vọng thằng thép sẽ không gãy cái vùng này rất là kỳ vọng mọi người để mà nó có một cái mẫu hình vcb bây giờ mà ông vẽ mất cái vùng này nhưng ông không tạo được cái mẫu hình hai đáy đi lên mà ông bị gãy mất vùng vcb thì chết là xấu bây giờ nhá nam kim nam kim thì thật ra chưa vi phạm quá lặng thì các bạn giữ vẫn được nếu mà ngày mai tăng là chỉ muốn dòng thép tăng thôi, dòng dòng thép và dòng chứng khoán là tăng và trả điểm ví dụ dòng chứng khoán phải giảm trả điểm hẳn phiên ngày hôm nay luôn, thép tăng đấy thì thì đó rất là hợp lý mọi người nhé, rất là hợp lý bởi vì dòng dòng banh đã thuộc vào dạng gọi là quá quá mua rồi đúng không, quá mua thì nó phải điều chỉnh thì thì ngày mai tất nhiên là cũng có một vài dòng banh có thể bắt đầu quá trình nó tạo đỉnh hai ví dụ SB chẳng hạn này, ACB cái thứ, đấy, MBB tạo đỉnh hai thì, 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 có thể là ngày mai sẽ là một cái phiên mà hy vọng là một phiên trả điểm tăng tầm trên 5 điểm đấy thì trên 5 điểm cho phiên ngày ngày mai đấy. thị trường châu Á đang diễn biến tích cực hơn so với thị trường thế giới này. thì hy vọng một phiên tăng trên 5 điểm và thép sẽ là trường và chứng khoán sẽ là dòng dẫn để phá cái xu hướng tích lũy tiêu cực đi đấy các bạn nhìn Nam Kim nó cũng chả vi phạm gì hôm nay giảm không phải 21 phần trăm hoa sen này <laughs> hoa sen chứng khoán thì đang rất tiêu cực rồi mà. Cho sen thì giảm 0,46%. <laughs> <laughs> nhá dòng thép thì đang nói chung là không đến mức quá tiêu cực vẫn giữ được VCB nhưng ngày mai phải có một phiên tăng tốt đặc biệt ví dụ như ở hoa sen và nam kim phải đặc biệt phải tăng trên 2% phần thì thì mới ổn nhá còn không có khi lại cũng chuyển sang lại suy yếu thích ngày 10 ngày gãy ngay thì nó vi phạm VCB luôn nghĩa là không lưng đấy lâng được đáy đúng không? không lân được đáy VCB thì ngày mai sẽ có một phiên bán tháo khá mạnh ấy. lúc đó ngày mai các bạn sẽ thấy là nếu mà ngày mai mà không tăng được đúng như kỳ vọng thì rất là nhiều cổ phiếu sẽ bị bán tháo mạnh bởi vi phạm nặng ấy. hôm nay là bắt đầu vi phạm nhẹ đúng không bắt đầu vi phạm tương đối rồi hoặc là ví dụ tính tính trên thăng điểm 100 phần trăm là vi phạm chẳng hạn thì ví dụ ông chứng khoán ông vi phạm tầm 7 60 70 phần trăm những yếu tố rồi ông thép thì vi phạm tầm cũng 50% mươi đấy những yếu tố về về vi phạm rồi đấy, thì còn đang giữ được vcb thôi và tích lũy thôi chứ còn vi phạm thì cũng khá là nhiều rồi ví dụ cái đội đánh theo mười hai là tốt nhiên là người ta sẽ bán rồi đúng không đội đeo đánh theo mười hai là người ta sẽ bán rồi đấy. theo mười hai là người ta sẽ bán hôm nay hết rồi nhá đánh theo mười hai ví dụ như chứng khoán này thì thép các thứ là người ta bán hết trong ngày hôm nay rồi đánh theo mười hai nhá Ví dụ gãy 20 người ta phải bán bán hết rồi. Đấy là đội đánh theo 10 nhá. Còn mà đội và đánh theo mẫu hình thì bây giờ người ta vẫn giữ, ví dụ như Nam Kim, Hoa Sen thì vẫn đang VCB vẫn giữ được. Tất nhiên không phải lúc nào mà thủng 20 thì cũng đi, ví dụ như nhịp này chẳng hạn đấy thủng 20 lấy lại và tăng rất là nhanh. Đấy. Đây nhịp nhịp này chẳng hạn thủng 20 tích quý cả chục phiên dưới 20 vẫn tăng đấy. Cái, cái, chuyện đó là không phải cứ thủng 20 là xấu. Nó chỉ vi phạm một phần thôi, đó. nó vi vi phạm một phần nào thôi chứ không phải cứ về 10 20 là xấu. Nhiều khi nó thủng một tí nó lại bật lên luôn. Đấy. Ví dụ như như này chẳng hạn. Đây. <laughs> Đang tích lũy đúng không? Đấy, thủng đánh hai phiên dưới 10 20 xong có thể sáng đỏ rồi chiều xanh luôn, lấy lại 10 20 luôn. Đấy. Chứ không phải lúc nào cũng thủng 20 là cũng là xấu mọi người nhé. Thủng 20 là kéo lên rất là nhanh. <laughs> VX chẳng hạn. <laughs> Đây các bạn nhìn này. Đây. À, thủng 20 này, thủng sâu luôn, tức là cuối phiên nó kéo ngược lên xanh nó tăng một mạch lên chứ không phải lúc nào thùng máy mươi cũng là xấu mọi người nó tùy nhưng mà trong một cái form kiểu form bollinger bo như này mà bị bị thủng máy mươi thì tất nhiên là bán là cũng là hợp lý hạ bớt tỉ trọng cũng là hợp lý nhá bao giờ lấy lại được xu hướng tích cực thì quay trở lại sau còn bây giờ form là đang thuộc vào dạng tiêu cực hôm nay nhiều cổ phiếu tăng kỳ vọng lại cuối cùng lại cắm mỏ hết hoa sen hôm nay có những lúc tăng cũng rất là tốt Đó, có hai cũng phải tăng có những lúc tăng phải hai phần trăm đấy lên lúc có lúc lên tận 22 sáng nay thì rất là nhiều cổ phiếu tăng tốt sáng nay ví dụ như CII chẳng hạn có những lúc tăng đến hai ba phần trăm nhưng mà quét phiên lại giảm 1,66 phần trăm bị đạp ATC người ta thấy VNX vi phạm hay là người ta thấy những cái cổ mà rủi ro như dòng chứng khoán nó vi phạm nặng quá thì ra là người ta thôi cứ bán hết cả danh mục bán bớt đi cơ cấu hết đi thì thành ra hôm nay có một phiên như này nhưng mà hôm nay chỉ có một cái điều tích cực đó là khối ngoại tự doanh quay trở lại mua dòng thứ thứ hai đó là thanh khoản của thị trường nó thấp nghĩa là giảm điểm khối lượng thấp thì, thì cái vấn đề đấy nó không có gì quá nghiêm trọng và vinnex vẫn đang giữ nền quan trọng nhất là ngày mai phải có một phiên trả điểm thôi không không trả điểm là lại dây ăn bô giảm mặc dù thị trường có thể là giảm tầm chỉ 15 hay 20 điểm thôi nhưng mà sẽ rất là nhiều cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Đấy. Kiểu thị trường bây giờ là như vậy mà nó cứ lấy mấy cổ phiếu như Vietcombank hay hay ví dụ như MB, CapG, Masan hay là Vic, cái Vinhome nó mà kéo thì chỉ số gần như là có khi cũng trả giảm mấy, trong khi đó rất là nhiều cổ phiếu có khi đã giảm mạnh. Đấy. Cái câu chuyện nó như vậy. Nó bây giờ nó cứ lấy vick mấy Vinhome mà kéo lên ngày mai thì 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 kể cả mấy cái cổ phiếu như như những cái cổ phiếu như dòng chứng khoán giảm thậm chí sàn được gần sàn thì cũng chả ảnh hưởng gì đến chỉ số cả ví dụ viên 30 nó cứ kéo thì thì, thì những cái cổ phiếu mi các thứ không giảm không ảnh hưởng gì đâu mọi người Đấy, cho nên là chỉ số nó không phản ánh rõ cái nhịp khốc liệt trong cái nhịp này đầu tư dạng này rất đang rất là, rất, là, rất là khó mọi người đang rất là khó và khoai thật sự khoai Đích lũy Mô hình rất là đẹp dòng tiền cũng có nhưng mà cuối cùng không bứt nhưng mà các bạn nhìn CI hai phiên dòng tiền tốt nhưng mà cuối cùng lại tích lũy tiêu cực Đấy. thậm chí là chuẩn bị về nền hỗ trợ rồi xét về mặt xu hướng thì vẫn đang rất là ổn chứ nhưng mà nhưng mà cái kiểu pho này phải phải đánh lại cũng phải mất vài ba phiên nhìn về mặt gọi là đang bứt nền với đây gọi chỉ gọi là một nền một nhịp gọi là test về vùng hỗ trợ thôi Đấy. này CE CI thậm chí hút này sáng nay có tăng rất tốt đang ba quạ con thì hôm nay dự kiến Xong một phiên tăng tốt cuối cùng kết phiên lại bị đạp một phát 4 hơn bốn phần trăm khổ lại thành form bollinger bo bò. <laughs> bò gãy Hôm nay thật sự là một thị trường có một viên mà đạp atc nhiều cổ gãy quá nhìn về kỹ thuật nhìn rất là khiếp đấy về về mặt kỹ thuật của mọi người nhé về thật ra thông tin cơ bản hay những biến động gì trên thế giới hay những cái thông tin gì trong nước chả có một cái vấn đề gì quá nghiêm trọng cả không có bất kỳ một vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng mà xét về mặt gọi kỹ thuật phân tích kỹ thuật đấy bởi vì nhà đầu tư bây giờ đang đầu tư theo phân tích kỹ thuật nó nhiều quá ông nào cũng phân tích kỹ thuật thành ra là chỉ cần có một tín hiệu về phân kỳ hay là gãy 120 hay là thủng nền các thứ là, là người ta sẽ lôi hàng người ta ra bán chả cần biết là có tốt thì xấu hay cơ bản đẹp hay không cứ thế mà suốt thôi chả quan tâm về cơ bản thị trường mình cách đây khoảng tầm gần một năm trở lại đây thì tôi thấy cơ bản nó cũng không chiếm quá nhiều quyết uh, nhiều vấn đề quyết định trong đầu tư của nhà đầu tư rồi vì người ta đánh theo phân tích kỹ thuật nhiều quá thành ra thành ra mình cũng phải chạy theo thôi không thể đi ngược được đám đông được không không đi ngược Nghi ngược làm đông thì các bạn thấy không? nó phân tích kỹ thuật nó thì các bạn học các bạn biết là nó vi phạm như nào thì thì nó vi phạm đúng như thế thì cổ phiếu nó cứ thế cắm mỏ thôi chứ nó có đi ngược được đâu Nhưng cái cổ phiếu mà đạt về vào mặt phân tích kỹ thuật thì lại cứ thế nó tăng đúng không ví dụ mbb chẳng hạn đấy đạt về phân tích kỹ thuật tích lũy để bứt nền dòng tiền vào thì nó tăng tốt đúng không chứ còn đấy nó theo phân tích kỹ thuật chứ cũng chả theo cái gì cả nhiều rất là nhiều cổ đang báo cáo tài chính tốt, dự kiến thậm chí báo cáo tài chính quý sắp tới còn tăng tốt cơ Nhưng mà cổ phiếu cứ cắm mỏ thôi mọi người, cứ cắm mỏ thôi Đấy Đôi khi nhiều khi các bạn nhớ giai đoạn có những giai đoạn năm 2022 báo cáo tài chính nhiều cổ phiếu cực kỳ tốt Nhưng mà vẫn cắm mỏ Đấy, cái câu chuyện đó là vi phạm về mà phân tích kỹ thuật, như kiểu dòng thép chẳng hạn Đúng không Ra báo cáo tài chính kỷ lục thì lại là thành Ubo, đấy câu chuyện của thị trường chứng khoán nó là như vậy nó kỳ vọng tương lai nhiều cổ phiếu có khi đang làm ăn rất là bết bát nhưng mà kỳ vọng vào tương lai nó tăng thì thành ra nó lại lại lại, lại tăng tốt nó tăng trước kỳ vọng ví dụ rằng dòng thép ở cuối năm 2022 đúng không đầu năm 2023 nghĩa là dòng thép kinh doanh kết quả lợi nhuận cực kỳ tiêu cực và giảm rất mạnh so với năm 2021 2020 đúng không? Thì thì dòng thép nó lại tạo đáy nó tăng có những nhịp nó tăng 60 70% trăm ấy, có nhịp cuối năm 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 ngoái 2023 cũng tăng rất là tốt nhưng là kỳ vọng cho tương lai mọi người cái dòng banh cho nên nhà đầu tư bây giờ người ta đánh theo phân tích thuật nhiều quá thì cũng không thể mà mình đi ngược được so với nhà nhà đầu tư chuyên nghiệp với các bạn nếu mà các bạn học kỹ về mà phân tích kỹ thuật là các bạn sẽ thấy <laughs> những cổ phiếu nó vi phạm ví dụ như MSB tại sao tôi khuyến nghị mọi người mua thì đấy ví dụ đang tích lũy này lưng đáy là bứt lên có dòng tiền vào dần Không như mọi người mua thôi thì bây giờ mọi người đang lãi khá là tốt thì bây giờ tạo mới tạo được một đỉnh thì có thể là sẽ tạo cái đỉnh hai sau đó mới rơi nhưng mà khả năng cái form này thì tỷ lệ cao đỉnh hai lại thấp hơn đỉnh một ừ. khối lượng rất là thấp đó mọi người nhá lưu ý khối lượng rất là thấp hôm nay thì tất cả đa số cổ phiếu thì đều có xu hướng nào ông ông MBB thì có lên biện mộ không oh, MBB thì có lên biện mộ hôm qua còn có bạn hỏi là STB MBB à, STB vi liệu có tăng được hay không thì tôi có chia sẻ với mọi người luôn là thường là hôm nay sẽ là một phiên điều chỉnh bởi vì cái form này form từ băng tăng từ bên dưới đến bên trên mà thì sẽ phải gặp vùng kháng cự trước này thì nó sẽ phải điều chỉnh tích lũy tạo biên tích lũy quanh vùng này một hai phiên nó bắt đầu đi lên tiếp hay là SHB cũng vậy những cái cổ mà nó kháng cự nó mỏng thì không sao nhưng những cái cổ kháng cự nó dày ví dụ như ông SHB này thì thật ra kháng cự nó rất là nhẹ đúng không Và chỉ tích lũy một hai phiên trên vùng này thôi thì bắt đầu nó rơi luôn thì đấy gọi là một vùng kháng cự nhẹ thì hoàn toàn nó có thể bứt qua SHB bắt đầu trong quá trình bắt đầu tạo mô hình hai đỉnh rồi thì bây giờ mới có một đỉnh mọi người nhá thì thường sẽ có thể test thêm một nhịp nữa sẽ vòng lên tạo một cái đỉnh hai thì bắt đầu mới rơi được thì nếu mà trong ngày mai nếu mà thị trường có điều chỉnh mạnh đi thì, thì tất nhiên các bạn vẫn chú ý dòng banh nhá chú ý dòng banh đặc biệt là SHB này SHB biên còn nhiều dư địa còn nhiều thì các bạn cân nhắc SHB được nhá SHB nếu mà ngày mai có điều chỉnh thì các bạn để xem dòng nào sẽ vùng nào sẽ vùng đây nhá SHB thì các bạn vùng uh, này là cái điểm mua nhá SHB thì các bạn canh canh vùng nếu mà có điều chỉnh mạnh thì các bạn về quanh quanh vùng 11 30 11 40 thì các bạn mua nha thì cũng gần gần xem xem cái test cái vùng ba năm mươi đấy nhưng mà không biết có về được cái vùng này không đấy là lấy điều chỉnh mạnh đúng không? điều chỉnh mạnh thì nếu mà thị trường điều chỉnh mạnh thì có khi là nhìn có khi về được thì tương đương với giảm tầm ba đến bốn phần trăm thì các bạn về các bạn mua được SHB Vbank còn nếu mà khỏe hơn nhá nếu mà thường mà đánh theo kiểu form khỏe lò là nó cứ bám cái giải Bollinger này đấy mọi người này các bạn nhìn nó cứ thật ra là vẫn đang ở cái giải Bollinger thôi chứ nó chưa chui vào quá sâu đúng. thì ngày mai nó mà lại lấy lại điểm tăng tầm hai phần trăm thì loại vẫn đang giữ ở cái vùng Bollinger này thôi nó cứ bán bên Bollinger thì cứ một phiên tăng hai phiên giảm à, một phiên giảm hai phiên tăng đấy kiểu như vậy nó cứ thế nó bám ben nó đi lên thôi như giai đoạn này chẳng hạn này các bạn nhìn này nó cứ bám ben Bollinger thì có thể là ngày mai có sẽ có một phiên như kiểu ngày 17 tháng 7 chẳng hạn đấy thì ngày hôm sau đấy nó bám ben Bollinger cứ thế nó tăng bao giờ chui hẳn vào giải Bollinger tầm 2 3 phiên rồi thì các bạn mới xác nhận là sẽ có đỉnh. Đấy, sẽ có đỉnh nhá. Thì tăng lên thì các bạn bán. Còn bây giờ nó vẫn đang bám Ben Bollinger nó còn chưa chui vào giải thì thì có thể là cứ giảm một phiên rồi tăng tiếp. Đấy, thì bao giờ chui hẳn vào rồi bắt đầu tạo đỉnh hai thì các bạn bán. Đấy là cách mà các bạn có thể xác định gọi là đỉnh theo theo phân tích kỹ thuật. Đấy, chứ còn đâu bây giờ thì nó vẫn chưa rõ ràng lắm, bây giờ mới tạo một đỉnh thôi. Thường sẽ có tạo một đỉnh hai. Thì còn cái vấn đề cây thông hay không thì, thì đôi khi cũng hay xảy ra vấn đề cây ta bị tôn như dạng này giảm giảm một leo luôn giảm một leo xong mới về cái vùng hỗ trợ tổ, tốt, tốt xong tích lũy lại banh cũng hay giảm kiểu như vậy nhưng mà đây nhìn này con SHB là ra cũng hay có xu hướng giảm sâu xong bắt đầu mới tạo đỉnh hai đây đỉnh một bắt đầu đỉnh hai tận vùng dưới này bắt đầu tạo vùng đỉnh hai trung hạn đây này cũng hay đứa con này cũng hay kiểu giảm sốc hết nó giảm toàn về bên dưới đang tích lũy tăng lên mạnh giảm về hẳn về vùng bên dưới bắt đầu mới tạo đỉnh hai trung hạn đấy hhb vì đó ông đánh kiểu như này ông lại về hẳn cái vùng tầm 11 một đi thì giờ đấy. Đấy, có khi về vùng này về vùng hẳn vùng hỗ trợ cứng này để bắt đầu mới tạo đỉnh hai cơ đấy. về vùng này thì ngon về vùng này thì các bạn mua luôn nhá nếu mà về được vùng này thì các bạn mua luôn đấy các bạn về vùng 10 11 này thì các bạn mua luôn không phải sợ kiểu gì cũng sẽ có đỉnh hai tiếp đấy, nhá với cái form kiểu này thì thường về vùng 10 11 các bạn mua form dòng tiền vào rất là đẹp như này kiểu gì thì các bạn sẽ ít nhất ăn một nhịp đỉnh hai còn thường nếu mà đánh theo kiểu như này thì nó cứ tích quanh quanh nó đánh lên luôn ít khi mà vượt cản trong lại lại về test lại về vùng sâu ít hiếm lắm mọi okay. người với cái kiểu dòng tiền như này, dòng tiền nó đang ủng hộ như này đối với dòng banh. MBB hôm nay có OCB thì lại tiếp tục tăng hơn 2,68%. Vượt đỉnh, đỉnh trước. MSB thì lại chả tăng được như vậy, hơi tiếc. MSB <laughs> tôi kỳ vọng là nó sẽ kéo được lên cái vùng tầm 14, 15 nó bắt đầu nó mới điều chỉnh. Hôm nay lên 14 à, có những nhịp vùng 14 20 rồi, tầm 15 tôi nghĩ lên được vùng 15 thì nó sẽ điều chỉnh. Đấy, vùng 15 là vùng tiềm năng mà mình có thể cân nhắc mình bán đấy thì cũng, cũng hoàn toàn nếu mà nhịp này nó tăng đúng dự kiến thì nó tạo mô hình hai đỉnh nó lên vùng này nhá mọi người nhá lên vùng này thì bắt đầu các bạn bán cho nhịp này bây giờ các bạn vẫn đang lãi mà đúng không vẫn đang lãi mà sang bất động sản đi nói chung là bất động sản cũng đang có xu hướng gãy hết rồi dg đang xu hướng xấu dg đang xu hướng xấu hdc vẫn đang tiêu cực nói chung là thị trường hôm nay thì toàn là sáng xanh chiều đỏ rồi, sell cũng đang gãy rồi, Shell cũng đang gãy, cũng là form bollinger bo, mà gãy thì thiên về bất động sản là gãy đến rũ hơn là bô bất động sản thiên là gãy đến rũ hơn là bô có thể là về những vùng hỗ trợ cứng này thì bắt đầu tạo vùng cân bằng đấy mọi người, về vùng này thì tạo vùng cân bằng, nó bắt đầu đi lên cho cái sóng trung hạn năm nay. Thật ra là bạn nào, đôi khi ấy, nhiều bạn cũng nói là Bây giờ biết là năm nay nó sẽ lên vùng 1200, 1300 thì việc quá thì phải bán Nhưng mà khổ lỗi theo kỹ thuật bây giờ mình đánh rồi có một cái bài bản và một có một cái quy tắc nào đấy chứ đúng không? Bây giờ nó vi phạm quy tắc của mình thì cứ đầu tiên là mình cứ hạ tỷ trọng xuống đã. Bây giờ không hạ thì lỡ nó cắm mỏ thì làm nào? Đúng Nó giết khoảng tầm 30 40% thì chết bây giờ nó dự kiến thì nó gãy lên rũ đánh lên bây giờ không đúng dự kiến thì làm nào đúng. cho nên nếu ngày mai nhé mọi người nhá nếu ngày mai dòng chứng khoán dòng thép bất động sản mà không có một phiên trả điểm tốt thì có khi mà các bạn cứ hạ bớt tỷ trọng đi hạ bớt tỷ trọng bao giờ cho đánh lại thì đẹp đẹp thì bắt đầu các bạn vào nhé ngày mai là một phiên tôi nghĩ là cũng khá quan trọng nó khá quan trọng là một cái phiên mà hàng về của cái phiên rung lắc mạnh hôm thứ sáu tín đồn các thứ đúng không thứ hai là hôm nay là một phiên thanh khoản thấp hy vọng là rũ khối lượng thấp và ngày mai có một phiên bùng lổ tăng tầm trên 5 điểm bất động sản này, chứng khoán và thép trải điểm hết phiên ngày hôm nay đi sáng thì tăng rất tốt rồi cuối cùng lại bị đảo một phát cuối phiên thật đáng tiếc đúng không? thì trường ra lại khoai quá ok chúc mọi người một buổi tối vui vẻ các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên cũng như tham gia khóa phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên nhá ok chúc mọi người một buổi tối vui bu vẻ muốn hò bạn anh nào bình luận phía dưới